thấy nhá, về nếu mà mọi người chưa biết ấy, thì về cái nguyên tắc mà anh em khi bắt đáy ấy, thì anh em hạn chế cản những cái con sóng như này nhá. Anh em hiểu ý mình không? Anh em không nên cản những cái mức sóng như con sóng như này. Ít nhất thì phải để nó chạy tầm khoảng một tuần, hai tuần nữa để xem phản ứng giá ở đây. Ví dụ mà nó tạo những cái nền giá như này ấy, rồi nó ví dụ nó flat bump chẳng hạn này, thì ở đây một mức định giá phù hợp khoảng 100 hay là 150 triệu thì mình thấy nó sideways thì mình mới bắt đầu mình múc vào một ít, xong rồi nó sập xuống đây chẳng hạn thì mình ở đây mình múc khoảng 30-50% vốn đúng không? Ở đây mình DCA. Còn không nên bắt được những cái đáy như này nhá. Mình không việc gì mình phải gọi là thể hiện với ai cái điều mình bắt đáy cả. Nó rất là rủi ro luôn. Về nguyên tắc thì không nên cản tàu. Mình đánh theo xu hướng nhá. Thà ở những cái con sóng như này này. Anh em để ý con MAV đúng không? Đây. Thì tại sao ngày xưa mình côn mọi người con kèo con MAV? Thì nó nhiều yếu tố lắm. Thực ra thì có anh em nào mà theo dõi live của mình nhiều ấy, thì mọi người sẽ nhắc đến MAV là mọi người sẽ hiểu luôn. Thứ nhất là không trước mình có múc ở vùng giá này bởi vì mình sẽ hóng cái sóng gọi là sóng FOMO ban đầu đúng không, ăn được một ít rồi mình có chốt ở đây và mình có DCA ở đây, nhưng mà cái lệnh này cắn SL luôn nhá, lệnh này nó sập cắn SL luôn và khi nó phi xuống đây này, anh em nhìn không, anh em nhìn giống mấy con coi mới hiện tại không, Zito hay là NFT. Anh em không nên cản ở cái ví dụ ở đây chia nửa này ra đúng không, chia nửa cái bát này ra, mọi người không nên đi lệnh vào những cái vùng ở bên trái này, là cái vùng nó đang phi xuống, và nó phi tới đâu ấy nó phụ thuộc vào là có bao nhiêu người nhảy vào bắt đáy nữa. Ví dụ anh em càng bắt đáy thì nó sẽ càng giảm xuống. Anh em hãy đợi những cái thời điểm như này, thời điểm mà nó sideways ở cái hộp như này, rồi cộng thêm là cái volume trung bình nữa, nó cũng khá là thấp hơn rất nhiều so với volume đoạn này đúng không. Về nguyên tắc là mọi người bình tĩnh, không nên bắt ở đoạn này. Còn anh em nào mà thực sự chơi kiểu chắc chắn hơn ấy, mà mọi người cũng không cần phải múc ở cái giai đoạn mà nó đang hình thành hộp luôn, bởi vì mọi người cảm tưởng ấy là nó hình thành hộp ở đây ấy, là khi mà anh em đã nhìn thấy toàn bộ bức tranh rồi thì nhìn nó rất là rõ. Nhưng mà khi mà nó đang ở chỗ này đúng không, lên xuống này rất là khó giữ hàng, và nhiều dự án thì nó tiếp tục nó đâm xuống dưới nữa đó. Thì mình có thể chọn những khi mà con sóng nó ở cái phần bên phải này, khi nó lên rồi nó test lại rồi đi lên này đúng không, thì mọi người an toàn hơn rất là nhiều và không bị chôn vốn. Thì đấy là cái